Mày nói gì đi? Phong ơi. Mày nói gì đấy? À. Con kia. Phong ơi. Phong ơi. Phong ơi. Mày nói cái gì đấy? Còn con này nữa. À. Phong ơi. Đáp lá thì đáp lại. Hello anh em. Giờ mình sẽ cho hai con chim này của mình nó ăn nhé. Các bạn biết con chim này là con chim gì không? À. Các bạn nào ở quê các bạn có thể biết được con chim này là con chim gì? Comment bên dưới cho mình nhé. Các bạn nhìn con đầu nó trông ác ôn không? Đầu nó rất bựa. Đấy, hai con quạ kìa. Nói đây. Đấy. Đấy, nó đang mong người. Đấy, giờ nó mới gọi. Cháu dụ nó mãi nó không nói. Ấy da. Con này nó... Con này lúc nãy không quay thì nó... Nó nói tiếng... rõ là rõ. Chị ơi. Đến. Mẹ Huyền. Mẹ Huyền à? Mẹ Huyền ơi. Mẹ. Mẹ Huyền ơi. Nam mô. Nam mô. Không phải nhìn. Nam mô. Nam mô. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Mẹ Huyền ơi. Mẹ Huyền, mẹ mà, mẹ Huyền, mẹ Huyền, nè, mẹ Huyền ơi, mẹ Huyền ơi, Nam Mô A Di Đà, con hát bạn tình ơi nè, bạn tình ơi, dẫu rằng, lên nè, lên nè, lên nè, lên nè, nó biết, lên như này, lên nè, lên, lên nè, lên nè, lên nè. Không bạn tình ơi nè. Ơ, con này đầu dao nhỉ. Bạn tình ơi. Nào, múa nào. Xuống đây, xuống múa. Xuống múa nào, xuống. Bạn tình ơi. Dẫu rằng cách xa nhau rồi. Dẫu rằng bố mong ơi, gọi tình cảm nào, gọi tình cảm bố mong nào, bố mong ơi, gọi bố mong nào, gọi tình cảm nào, bố mong ơi, gọi tình cảm đi, cậu ơi, ơi, không được văn miếng, nào à, bố mong ơi, Nam Mô A Di Đà Phật, con này nó thành tinh rồi, không có người giải tán hết, cậu ơi con này nó nói nhiều hơn hay là con kia nói nhiều hơn, con này nói nhiều. Con này nó bắt đầu rồi. Con này nó ít hơn đúng không? Bạn nó bắt rồi. Hai con bìm bịp. Đang rồi. Đấy còn con này. Đang rồi. Nó mổ đau lắm. Nhìn không? Nhìn nó đen gì gì. Bịp bịp đi. Nhìn cái lông nó to rồi nó mới đổi màu ấy ra ấy cậu. Nên là lông ấy. Bịp bịp này nó nhanh lắm. Con này con gì đấy cậu? Cua. Cua. Gì tối nó cứ kêu ai ở dưới cháu. Như ở dưới cháu có một nhà nó họ nuôi. Cứ tối là nó kêu điếc tai luôn. Đậy đấy. Chiều ngày kiếm được đàn cúc con nuôi cũng sướng.
Con kia dậy nhiều nó khôn rồi. Con này nuôi cũng phải 4-5 năm mấy cậu nhỉ? Ừ. Hai con này 4-5 năm mấy. Con kia nó khôn, nó nói vanh vách. Ủa đúng rồi, nghe nó gọi ngọt sớt đấy. Đi vào nha. Vâng, đi. Rồi vâng. Nhiều mũi thế. Thôi, đi vào nhà đây. Nắng lắm anh em ạ.